Anthony Bitt dởm. Khách hàng nói là con gái xách tay ở bên New Zealand về, nhưng vỏ hộp thì bóc ra được ạ. Mà lại thêm cả mã vạch, mã code cũng có. Hình ảnh thì giống như nhau, nếu như mà ai mà không sành thì sẽ không phân biệt được. Bởi vì cái màu sách ở đây nó rất là đậm. Rất là đậm, như cái của Nhưng hàng mà xịn đây ạ. hàng Xịn của xịn mình thì rất là tươi sáng tươi sáng và có có sắc đẹp, chữ Trung Quốc và chữ Việt Nam, dưới là có ghi trọng lượng nhưng mà có hàng trọng ở lượng. dưới này không có ghi trọng lượng. Như hàng giả thì Dạ. không có trọng lượng và không có chữ Việt Nam và không có chữ Trung Quốc. Cũng có lá dương xỉ Lá là dương quốc xỉ. hiệu của đất nước Đây là dương xỉ New của mình, Zealand và đây cũng có, nhưng hai ở dòng của chữ. mình là sẽ sắc nét hơn rất nhiều. Đó, đây sắc nét hơn rất nhiều. Đấy. Đây là toàn hàng giả đấy, người ta nói là hàng xách tay thôi, đây này làm gì Đây. có hàng xách tay mà lại bóc được như này. Đấy.